Căn này ở bên khu Mackenzie Lake các bạn. Bạn mình mới mua xong, hôm nay đi lấy nhà. Đi lấy nhà cho bạn rồi mướn mấy inspector tới, mấy người sửa chữa một số cái. Bên này là cái đường Deerfoot này các bạn. Căn này nó cũng xây năm 98 các bạn, cũng khá là mới. Khu này là ngay mặt Kenji Lake. Giá thì khoảng 500 mấy, gần 600. Nhà cửa bên Calgary bây giờ nó lên dữ lắm các bạn. Hôm nay trời nó đẹp lắm các bạn, xanh không có một cái mây luôn các bạn. Calgary này được cái là trời nó nắng đã. Bây giờ hiện tại đang là gần cuối tháng 2 rồi, nhiệt độ bây giờ đang cỡ âm 2-3 độ vậy. Nhưng mà cũng không có lạnh lắm. Mình đang đi qua mà để nói chuyện với ông inspector cho bạn mình, tại vì bạn cũng không rành tiếng Anh lắm. Lại mình cũng khảo sát thử căn nhà luôn, coi để có tiền để mua thêm căn nữa cho mướn, để các bạn thấy cái độ dài của nó. Để mình vô mình quay rồi quay các lót đất sau cho các bạn coi. Nhà xây năm 98. À, vô đây là cái phòng để quần áo này các bạn. Mới vô đây là cái phòng khách. Cái phòng này là cái nhà này là four level split giống như nhà mình luôn các bạn. Thì nó sẽ đây là phòng khách này, phòng khách chính. Cái này thì nó cũng đây qua đây thì nó cũng khoảng là 1 mét, 2 mét, 3 mét rưỡi các bạn, giống như 3 mét rưỡi vuông ngay đây. Có cửa sổ bự. Nhà này xây năm 98 nên nói chung là cũng còn rất là mới. Đây đó, các bạn nhìn vô trong này, đây là cái bếp. Cái này nó không xây cái tường ra ngoài luôn, đây có cái bếp vậy. Chỗ đó có thể mình để một cái bàn ăn nhỏ, ở đây có thể để bộ sofa ngay đây cũng đẹp. Đẹp rồi. Ở đây thì nhà cửa nó sẽ đây là cái bếp thôi các bạn ha. Bếp thì những cái appliance của nó thì khá là cũ rồi các bạn. Cái fan này nó giống như muốn hư rồi các bạn, này cũng phải thay. Cái fan mới cũng 300-400 đồng. Bếp thì bếp điện hết ga vậy trời. Bếp này nếu như bếp này thay thì cỡ 1.000. Thì nói chung là cái này thì bị leak, nói chung là không có appliance. Giống như nhà này nó chưa có thay gì hết các bạn, lúc là mới original luôn. Không dạng bếp ở đây, cái sink, double sink ở đây thì nấu rồi ăn xong đều vô đây hay là mang qua đây. Nếu như gia đình mình ăn thì mình ngồi đây, còn nếu như có khách ăn thì ngồi đó, chuyển rồi đó. Thì bên này bọn Tây nó thích những cái đèn 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 vàng mà đèn chùm như các bạn ở phía trước này, không gian các bạn thấy không? Tức nếu như buổi tối là tối thui. Nếu như châu Á mình sẽ gắn đèn rất là nhiều chỗ. Ok, four level split tức là bên này xuống đây là sẽ có một cái phòng family room ngay đây các bạn. Rồi xuống đây mới là xuống phía dưới đó mới là basement nữa. Nghĩa là 4 tầng các bạn. Cái không gian phòng ở đây này cũng khá là rộng. Nó đang dọn đi hết rồi thì không biết mấy cái khu đó. Thì bây giờ mình quay cái phòng ở trên lầu cho các bạn coi. Thảm này thì cũng không được mới lắm, màu này mình cũng không thích, màu này tối. Trên này có một cái full bathroom ở đây thì nó thông với cái phòng, thông với hai phòng lẫn nhau. Trên này chỉ có một cái ấy thôi, một cái bathroom đó thôi, thông dùng chung cho 3 phòng này. Mỗi cái phòng này các bạn này, phòng này nhỏ, rất là nhỏ ha, nhỏ cho nít hay là cho khách ở. Trên này có 2 phòng, phòng này gọi là master bedroom nhưng mà cũng
khá là nhỏ. Chia tại vì nó chia là ba phòng rồi các bạn, chia ba phòng, phòng nào cũng nhỏ hết. Đây qua đó tầm 2,5 mét chứ mấy, 2,8 mét. Bỏ được cái nệm queen thôi chứ cái này mà bỏ vô cái nệm king vô là coi như cái phòng hết chỗ luôn các bạn. Thì mình quay phía sau căn nhà này, phía sau căn nhà thì đấy, nó chưa có cái nhà này chưa có garage, thì nó có hàng rào, giật cái hàng rào vô đây thì nó để mấy cái chỗ kia để chỗ để xe các bạn. Thì hàng rào thì cũng không còn mới lắm, nếu như thì phải có chỗ để xe như vậy chứ còn không thì mình xây garage như hai nhà kế bên ha. Hai nhà kế bên nó xây cái garage bự thôi. Thì trong cái phòng master bedroom này thì cửa vô đó thì ở đây có hai cái closet để quần áo, đây một cái, đây một cái, rồi đây là thông qua cái toilet hồi nãy mình nói ha, nó là dùng chung. Tự nhiên ở đây xây hai cái này làm cái phòng nhỏ xíu đi, và chỉ là một cái ấy, đây là đủ rồi. Phòng này 1 mét, 2 mét, 3 mét mấy. Cố gắng thì để được cái nệm ra, đệm này ra tới đây rồi các bạn, thì còn rất là ít không gian. Thì nhà này 1998 thì nói chung là còn rất là mới, không cần phải làm gì thêm. Chỉ có điều của những cái appliance thì nó khá là cũ rồi, mình cần phải thay thôi. Đây, cái nhà này nó có một cái cửa bên hông đi ra này. Cửa hông đi ra, nó có cái đèn, cái đèn bên đèn bên này. Cầu thang đi xuống. Giờ đi xuống đây thì đây gọi là cái phòng master bedroom, à không phải phòng family room nha các bạn. Phòng này đấy, phòng này dọn cái đó thì đây rất là rộng luôn á. Là nơi ăn nhậu cũng được, con nít chơi. Chia cái này ra làm cái gì không biết nữa, chia để đồ treo đồ, dẹp cái này đi là được. Ôi nó để lại một cái máy giặt thảm luôn các bạn. Ở đây được cái có cửa bên hông đi ra này các bạn, nếu như mình cho cái nhà này cho mướn á, thì có cái cửa bên hông đi ra là nó separate luôn, mình bịt cái khu đó lại thì riêng biệt luôn. Cái master bedroom này, cái family room rất là bự. Rồi mới xuống đây là mới là cái basement này các bạn. Xuống tầng này basement. Basement thì nó mới là một cái phòng bự thôi. Còn ở đây là một cái bathroom rất là bự luôn. Trời, cái bathroom bằng cái phòng ở trên luôn các bạn. Vừa có phòng tắm đứng, vừa có phòng tắm nằm nữa, không biết làm cái gì. Vì cái sink. Rồi thì vô đây là cái máy giặt, máy sấy. Đây nó là một cái phòng bự sẵn ở dưới basement. Phòng này cũng khá là bự. Nè. Dưới này cũng ấm ha các bạn. Đang ngồi trời đang âm 5 độ thì trong này là một cái storage. À, cái này storage rồi ở trong có cái chứa. Ở trong kia là cái storage các bạn. Còn cái khu này là cái sửa máy đồ. Ok, kiến trúc nhà này là 4 level split. Thì ở dưới này thì nếu như cho mướn thì cũng được, mà nếu cho mướn thì muốn mà riêng biệt thì phải làm ra hệ thống bếp. Cái toilet ở đây thì quá là bự đi, quá đã đi. Thì cho mướn thì cũng được, cho mướn ở dưới thôi, chứ còn có family room thì mình dùng, chứ còn không mà cho mướn luôn cả cái này thì không gian của mình chả còn cái gì hết. Ok, vậy thôi. Nhà đó là nhà này là 500, 520, 530 gì đó các bạn. Giá nhà bây giờ nó lên dữ lắm. Nhà này mua thì tút tác sơ lại thì mới inspection xong thì cái nhà này đa số là những cái gì nó xây từ 1998 đến giờ giữ nguyên các bạn. Những cái roof thì nó chưa đụng tới, nó chưa thay luôn, nên cái roof nó bị damage một số chỗ
cần phải service lại. Ok, thôi giới thiệu với các bạn, nói chung là cũng mừng cho những người mới qua mua được nhà. Giá nhà Calgary bây giờ nó tăng lắm, tranh thủ mua được thì mua.